Có cái cô này, chồng của cô nhậu từ sáng cho đến tối, từ tối ngủ một chút đi nhậu nữa, nhậu quá trời nhậu luôn. Cô đến cô than thở, cô nói như Đức Thầy ơi, bây giờ chồng không lo làm ăn gì cả, nhậu suốt luôn. Cô thiệt tình là khổ vì có một người chồng như vậy. Nhưng Đức nói bà đi nhậu thử đi, rồi bà sẽ biết. Làm sao con nhậu được? Bà nhậu không được thì nói làm chi? Nghe không thấy chưa? Đúng không nghe không? Tối ngày cứ nói ta nhậu nhiều, ngon đi nhậu đi rồi biết. Nam nhi đại trượng phu mà không nhậu sao được? Đàn ông mà không biết uống rượu không lẽ là đàn bà sao? Nên từ nào đó Nhân Đức nói bà ngon bà đi nhậu thế đi, bà uống một xì thôi bà té cái rầm liền, đừng nói chuyện giỡn chơi. Ông uống từ sáng tới tối không phải đơn giản, từ sáng tới tối mà từ tối ngủ một chút uống nữa thì không đơn giản chút nào, đúng không? Mà bà nặng nề, bà khổ trong tâm bà. Tại sao ông đi nhậu? Vì cái khổ đau này ai đem đưa cho bà? Tự bà. Đúng, quý vị cũng giác ngộ tương đối. Chúc mừng quý vị, chúc mừng quý vị năm mới đã được giác ngộ. Thấy chưa? Chúc mừng các chị đã được giác ngộ tương đối. Thấy không? Từ nơi đó mà quý vị biết rằng khi bạn nghe từ từ những Đức nói, cô nhớ nè, trong nhiều đời nhiều kiếp cô là chồng người ta mà cô ăn nhậu bê tha, không lo làm ăn gì hết. Bây giờ xoay chuyển lại, cô làm vợ, ổng làm chồng, bây giờ ăn nhậu bê tha để làm cô khổ đau. Mà đây là cái tác động mà cô bỏ vào tâm. Cô có trách hờn gì chồng người ta lo làm ăn mà chồng mình thì ăn nhậu nên cô khổ. Nếu như cô hiểu được nguyên lý về nhân quả thì chồng người ta lo làm ăn là người ta có phước phạt, chồng mình không lo làm ăn là do mình không có phước phạt. Hiểu không? Đã là không có phước phần thì chúng ta phải chịu khổ đau thôi. Bây giờ chúng ta đừng đem cái đó để vào tâm, để trách hờn, trách móc, thì bản thân chúng ta vừa một bên là vui trả nợ, một bên là sống an vui. Xong mà nói rằng phải chi nó nhậu nhẹt thì thôi, mà nó nhậu xong tối nó gì? Con làm việc cả ngày đã mệt mỏi rồi. Nói ọc. Nó ói xong, nó đè con, nó ói vô miệng con. Rồi xong nó đòi tùm lum tùm la. Nó đứa hỏi tùm lum tùm la là cái gì? Bà nói thầy biết rồi còn hỏi. Thì Nhân Đức nói với bà rằng nhìn quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Nên Phật nói trong kinh rõ ràng, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Bà hãy vui trả nợ đi, bà cố gắng trả đi, bà trả giết rồi bà thấy bình thường. Hiểu không? Giống như cách nay 4 năm về trước, Nhân Đức biết một cái cô này, cổ than thở cái việc chồng của cổ hôi nách. Đây có ông nào bị cái này không? Bà vợ bà than thở, Nhân Đức có nói là trời khổ thế ghê, sống với ông chồng mà hôi quá thầy ơi, thầy kinh lắm, không chịu nổi. Bây giờ con mới làm sao thầy? Nhân Đức nói động phòng chưa? Bà nói xong hết rồi. Nhân Đức nói vậy thì phải chịu đựng, thấy không? Tại vì gạo đã nấu thành cơm rồi, đúng không? Duyên nợ rồi, cố gắng, thấy không? 2 năm sau bà đến, bà gặp Nhân Đức,
Như đứa hỏi tình hình thấy sao. Bà nói dạ đứa có một em bé rồi thầy. À, vậy là thấy ổn phải không? Nó, rồi giờ cô thấy nó còn hôi nữa không? Thì bà nói là dạ thưa thầy quen rồi. Đó thấy chưa? Quen rồi. Thấy chưa? Quen rồi. Xong 4 năm sau gặp lại. 4 năm sau gặp lại. Nhân Đức hỏi bà, bây giờ cái mùi đó không có bà chịu nổi không? Bà nói không. Quý vị thấy chưa? Từ ban đầu chịu không nổi, 2 năm sau quen rồi. 4 năm sau ghiền. Bởi cái câu mà cái bài ca hay, Minh Dương Lệ Thủy hồi xưa ca hay, lia thi quen chậu mà vợ chồng quen hơn. Phải không quý vị? Đó, thấy chưa? Quý vị biết cái khổ đau của chúng ta cõi ta bà này là do cái gì không quý vị? Quen. Quen trong cái ngũ dục lục trần mà quen. Cái khổ đau chúng ta trong cuộc đời này là gì? Là lặp lại. Quý vị thấy, quý vị là người có gia đình, quý vị thấy phải một tuồng hát chúng ta đã lặp bao nhiêu lần của cuộc đời chúng ta chưa? Viết đến nỗi chán mà phải lặp. Chán cũng phải lặp, vì sao? Vì không lặp thì không biết làm cái gì. Cuộc đời cực khổ, lam lũ kiếm tiền bạc vặt vặt. Cuộc sống cuối cùng là gì? Ngũ dục lục trần, phải lặp lại, lặp tới lặp lui, lặp lại. Nó, vậy thấy chưa? Lặp chừng nào hết sức thì nghỉ lặp. Đến một ngày nào già gần chết, còn sức đâu mà lặp. Nhưng mà có những người già kiệt quệ rồi nhưng lại bị tình chấp. Già rồi mà có khi còn ghen. Có không? Nó, thấy chưa? Nên cái khổ đau của chúng ta là gì? Lặp lại. Nên bây giờ cái pháp niệm Phật là dạy mình phải lặp lại. Có bạc hiệu. Cái pháp niệm Phật là dạy mình phải lặp lại. Có bạc hiệu. Chúng ta đã lặp ngũ dục lục trần, mê đắm, say đắm, mê nhau mà lặp tới lặp lui. Bây giờ Phật dạy mình lặp câu Phật hiệu này lặp lại. Là thương niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật là lặp lại. Để gây dựng cái nhân niệm Phật là nhân. Và cuối cùng được Phật Di Đà rước về cực lạc là quả. Hay không? Đó. Nên từ nơi đó quý vị biết. Bây giờ bữa nay là cộng tu đầu năm ở bên chùa Đạo Tràng Ba đúng không? Cái đề giảng là xin lọc đầu năm có ý nghĩa gì? Đây mới là cái thật sự hồi nãy tới giờ là chia sẻ lọc cho quý vị đó. Gỡ những cái rắc rối trong cuộc đời và biết được cái nguyên lý khổ đau là do ai tạo ra? Do mình mà. Mình không gieo nhân làm sao mình có quả quý vị? Thì bây giờ quý vị trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng cây mai dương thì bị đâm à. Chứ mai dương làm gì có trái. Ngồi suy nghĩ đi đúng không? Quý vị trồng trái đắng thì ăn trái đắng. Vì trồng trái ngọt thì ăn trái ngọt. Đúng chưa? Nên chúng ta dùng những lời sổ sàng với người ta thì người ta sẽ dùng những lời sổ sàng đến với mình. Hiểu không? Chứ sao bây giờ? Nó bây giờ quý vị đầu năm đầu tháng quý vị hãy dùng những gì của năm nay học tập, đầu năm học tập để áp dụng trong cuộc đời mình đi. Đó. Một bài chia sẻ Phật pháp thôi nó giải mã hết những cái khổ đau trong cuộc đời. Thật sự quý vị trong cuộc đời này vui là giả, khổ là thật đó. Càng ngày càng suy nghĩ sẽ thấm nhuần được cái câu đó. Vui là giả, khổ là thật. Bây giờ quý vị ăn một chén cơm ngon vui, quý vị ăn hai chén, ba chén, bốn chén, quý vị ăn tiếp tục còn ngon không? Càng ăn nhiều nó sẽ càng khổ. Vì no quá, bao tử chịu không nổi. Ăn vô tiếp tục bể bao tử thì sao? Nên vui là giả. Còn bây giờ Như Đức hỏi quý vị, bây giờ quý vị nằm xuống. Tớ đậu này mới quan trọng nè. Nằm xuống. Nằm xuống làm gì? Quất quý vị một cây. Quýnh quý vị một cây, đau không? Quýnh thêm cây thứ hai đau không? Quýnh nhiều cây, đau hay sướng? Càng đau thì khổ thì càng khổ. Hiểu chưa?
vui lại đi vào cái khổ nên gọi là vui là giả. Còn khổ, khổ thì càng khổ chứ làm gì mà vui. Nên từ nơi đó học Phật là mới cái hay nhất, chuyển khổ đau thành an vui, đúng không? Học Phật chuyển khổ đau thành an vui. Vì biết cái vui trong Phật pháp là cái gì không? Hiện tại vị đang khổ mà vì sao vui? Vì cái khổ của vị hiện tại là giả, cái khổ hiện tại của vị là giả, mà cái vui là Phật hay là rước vị về cực lạc mới là thật. Quý vị biết rằng con người người ta hạnh phúc nhất là cái gì không? Là cái người ta có cơ hội. Cái khổ đau nhất của con người là gì? Là hoàn toàn không có cơ hội gì hết, thất vọng hoàn toàn, không có cái hy vọng gì hết. Mà cái pháp niệm Phật là cái pháp cho vị hy vọng. Đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ trong cuộc đời này vì có khổ cỡ nào, nhưng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng mà quý vị bây giờ tính nguyện niệm Phật, tương lai Phật A Di Đà rước vị về cực lạc rồi thì đâu còn khổ đau, nên quý vị có hy vọng. Khổ đau hiện tại mà hy vọng tương lai, phải không? Đó. Nên cái ông này ông chạy xích lô, ông chạy mà ông ho máu. Suy nghĩ cái chuyện bây giờ ta chạy xích lô, ta kiếm tiền, ta sẽ còn cho con trai ta đi học, tương lai con trai ta sẽ làm quan, ta là cha của quan, cố gắng chạy. Máu. Máu. Mà nghĩ tương lai ta sẽ làm cha của quan, nghĩ như vậy là cái danh thôi, vậy mà cố gắng chạy xích lô. À, có nhiều người làm thiệt là cực luôn, cực thì cực, bị chửi te tu luôn, nhưng mà gom góp tiền từng chút từng chút từng chút. Ta phải có tiền để cắt một cái nhà cho vợ ta ở, cho con ta ở. Ta muốn vợ con ta phải ở được đàng hoàng, nhất định ta phải làm, ta phải làm. Bị chửi, bị nói cỡ nào, cực cỡ nào cũng phải làm, kiếm tiền để cắt cái nhà cho vợ con ta ở được đầy đủ đàng hoàng. Như vậy chỉ có cái hy vọng đó thôi mà người ta cố gắng vượt lên chính mình. Phải quý vị? Đó. Nên con người mà không có hy vọng thì không có một cái gì thành công cả. Người đi học, tương lai ta làm bác sĩ, tương lai ta phải làm bác sĩ. Trong lòng chúng ta nghĩ cái chuyện bác sĩ, bác sĩ. Hình thức chúng ta là bác sĩ, bận lên chiếc áo bác sĩ, quay phong quá, cố gắng học để làm bác sĩ. Nếu như một con người mà không nuôi cho mình một hy vọng như vậy thì cuộc đời quý vị làm sao phấn đấu? Không bao giờ phấn đấu quý vị à. Nên những đức bây giờ có cực cỡ nào cũng không sợ cực là vì sao? Vì từng những đức tương lai nghĩ Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Được chưa? Đó. Những cái bài chia sẻ Phật pháp này nó quan trọng lắm để gầy dựng cho quý vị. Nên tất cả cái khổ đau trong cuộc đời này, bất cứ người nào khổ đau, bệnh hoạn, ung thư, bệnh sida, bệnh gì đi chăng nữa, bác sĩ không trị được, quý vị cứ yên tâm, cứ niệm Phật đi. Vì con người ai cũng chết một lần, đúng không? Ai cũng chết một lần. Có cái chú này tự nhiên ông phát một căn bệnh đuôi con mắt. Ông đau khổ vô cùng, buồn chán, thiệt buồn chán. Gia đình dẫn đến gặp những đức nói: ông đuôi một con mắt vẫn còn may mắn. Nó thở: khổ đau muốn chết luôn, đuôi con mắt mà may mắn không biết gì may mắn. Thầy ba chợt. Những đức nói: Phan, chú Phan có nói tôi ba chợt. Khi tôi giải thích xong rồi chú không muốn nói gì thì nói: Phan hãy nói tôi ba chợt. Chú đừng nên vội vàng. Cuộc đời chú đã vội vàng quá, nó khổ nhiều mà còn có giờ còn vội vàng nữa sao? Nó thấy chưa? Đứng lại liền. Nghe nè. Còn một con mắt mở ra. Ôi ôi, mở mắt to ra. Chú đuôi một con mắt, còn một con xài. Chú có biết trong cuộc đời này có rất nhiều người không có con mắt nào không? Chú bấm lên cái chương trình khiếm thị của chùa đi. Có những người mù mà còn cụt tay cụt chân kìa. Còn chú mới có đuôi một con mắt, chú vẫn còn một con xài và còn tay còn chân. Chú còn ngon hơn nhiều người. Tại vì do chú nhìn những người có hai con mắt mà chú thấy chú thiệt thòi vì chú có một con mắt. Nếu như chú nhìn người ta không có con mắt nào thì chú sẽ thấy chú hơn người ta vì chú còn một con mắt. Đúng không? Trong cuộc đời chúng ta có khổ te tu tả tơ đi chăng nữa, chúng ta vẫn ăn cơm và có chén cơm để ăn. Đúng không quý vị?
vẫn bận một bộ đồ sạch sẽ che bản thân. Chúng ta có khổ đau cỡ nào đi chăng nữa, suy nghĩ hạ suy nghĩ hạ cấp. Hạ cấp gì? Suy nghĩ về cái việc nếu như đời này đi đến cõi này mà chúng ta mang thân súc sanh, thì thấy súc sanh chưa? Đó cũng là một con người tạo nghiệp mà làm súc sanh đó. Nhớ nghe quý vị, quý vị thấy có nhiều con chó chưa? Nó đi ăn phân đó, quý vị thấy chưa? Bây giờ chúng ta vẫn ăn cơm, thì chúng ta hạ cấp để suy nghĩ thì chúng ta sẽ nâng mình lên được. Nên chúng ta luôn luôn tạo cho mình một cơ hội ngày mai. Nhớ nghe quý vị, luôn luôn tạo cho mình cơ hội ngày mai, đừng bao giờ hoàn toàn tuyệt vọng. Có người tuyệt vọng là hoàn toàn không có hy vọng. Đúng rồi, tuyệt vọng là không còn hy vọng. Tuyệt vọng còn hy vọng gì nữa bây giờ, hiểu không? Lúc nào chúng ta cũng phải có hy vọng, đúng không quý vị? Mà chúng ta lại là người nghe được Phật pháp nên làm gì không có hy vọng? Hy vọng quý vị là hy vọng bao la, hy vọng tràn trề. Quý vị về chùa hộ pháp thì sẽ thấy hy vọng, đúng không? Vui lên đi, thấy không? Quý vị mà cười lên một cái là tất cả nỗi buồn tan biến hết rồi. Nói cho quý vị biết chứ, vị có xấu cỡ nào xấu, vị cứ cười giùm những đức đi. Những đức là thật sự mà nói cười không có duyên quý vị. Không có duyên. Xấu, cười, xấu. Đừng có bao giờ mấy người nói những lời nói này để khích lệ tôi. Tôi không dễ bị dụ đâu. Tôi biết tôi rất là xấu. Nhưng mà tôi phải cười. Tôi xấu kệ tôi mà tôi phải cư, đúng không? Không, tôi cười để làm chi? Để cho những người xấu họ phải cư theo tôi. Quý vị nhớ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe quý vị. Quý vị mà không cười thì cuộc đời quý vị sẽ lột. Mấy cái cô mà vô chùa ăn Tết năm nay mấy bà bổ quá trời luôn. Bà nào bà đấy cái mặt tròn do. Bà vô chùa ăn Tết có 4-5 ngày thôi mà bà lên 1-2 ký hết trơn. Nó lên ký tư luôn. Quá xịn xòm. Vô chùa ăn Tết có mấy ngày mà lên ký tư. Hồi sáng mới hỏi tình hình của bánh mứt thì sao? Nghe cái nguồn tin cái đổ mồ hôi chán luôn. Mấy cô nói dạ thưa thầy, tình hình của bánh mứt còn vỏ bánh mà không có ruột bánh. Tôi hỏi vì ruột bánh ở đâu? Ruột bánh đâu? Bà nói vô bụng. Vô bụng mấy cụ với Phật tử hết trơn. À vậy hả? Tiếp tục kêu bánh chở xuống. Kêu bánh chở xuống luôn. Nhìn thấu buông xuống. Thấy cái gì ngộ ngộ mình giác. Hiểu chưa? Chiều nay lớp đạo làm con. Trưa nay 12 giờ trưa cho mấy cô nấu ăn xịn.
không? Quý vị về cứ ngủ nghỉ ngơi thoải mái, chiều lễ Phật thờ giùm. Buổi chiều á, rồi tóc buổi chiều nữa, chiều nữa, không? Lễ Phật thêm thờ nữa giùm, chỉ cần làm vậy thôi, không cần làm gì chứ, hiểu không? Xong xuống nhà bếp. Nhờ lễ Phật mà lên 1kg đó, không phải giỡn đâu, không phải ăn bánh kẹo nhiều mà lên ký đâu. Nhờ lễ Phật với tôi chọc cười mấy ngày nay mà lên ký, đúng không? Đó, còn bánh kẹo phụ một chút thôi. Nó nên hồi sáng mới kêu điện thoại bánh chở đến, chắc giờ này nó chở đến 1 xe nữa. Đúng không? Mình mà đến với nhau mà phải đến toàn cả tấm lòng chứ. Của cái là vật bên ngoài, tình người quan trọng. Thì đâu, hồi nãy xuống nhà bếp hỏi cô Châu bữa nay cô nấu cái gì? Cô nói dạ nấu cơm. Nấu cơm, coi món gì đặc biệt, kho tim nghe không? Có nước ngọt đem ra đãi hết. Nào, xuống nhà bếp, nãy xuống nhà bếp cầm theo một hộp sô-cô-la xuống nhà bếp. Bữa nay là ngày lễ gì? Cái tình nhân. Mình ở trong chùa mình đâu có mua hoa tặng, đúng không? Mình đem kẹo sô-cô-la đến. Đến mà nói rằng, nói này các nàng Bồ Tát trong chùa, lỡ đây sẽ tặng như các nàng mỗi người 2 cục kẹo sô cô la, ngon. Xong xẻ tay ra nhẹ nhàng nghe, người ta xẻ tay quá nhẹ nhàng thì mình phải làm sao? Bỏ cục kẹo cũng nhẹ nhàng đó. Quá là lằng rồi. Chưa? Xong ai cũng vui vẻ. Xong nhà Đức nói chuẩn bị đồ ăn. Tu xong xuống Phật tử ăn. Nên các nàng ai cũng vui. Đã là vui thì thành đạt. Được chưa? Nên bây giờ mình ở nhà mà bây giờ bạn bè đến nhà mà kêu bà xã làm mồi bữa nay, làm mồi gì? Mồi gì? Nói sao? Thôi được rồi. Mày không làm tao làm. Đừng làm gì thế kia vậy? Tại sao quý vị kêu làm mồi mà nó ghen quý vị? Tại sao? Tại quý vị không có tạo ra tiền đưa cho nó thì nó ghen chứ sao? Nên mình là đàn ông là gì? Kinh tế. Phải lo kinh tế cho đàng hoàng, hiểu không? Nó lo lắng cho người ta đàng hoàng, người ta vui vẻ đi, bạn bè đến có uy tín. Em gì anh mồi nhà, phải không? Mình mà không kiếm tiền được các bạn nào hết chứ, săn sổ săn si nó lo không, mình kêu mồi gì tôi đi kiếm mồi, phải không? Mình đã nghe mấy ông, mình đàn ông phải cố gắng. Dù phước mình ít, làm cái ít tiền nhưng phải làm. Hay nhiệt tình, lúc nào ăn nhậu thì nhậu một chút. Nhưng lúc nào làm ăn thì phải lo làm ăn. Mình sống vị phụ nữ mới tôn trọng. Đúng quý vị? Bây giờ quý vị coi Nhận Đức đi đâu cũng đem mồi màng về. Chứ sao? Đi đâu cũng đem mồi màng về. Đem mồi màng về, tha mồi màng về cho mấy bà cụ. Nào là cụ non, cụ giữa, cụ già, đem về lo.
đi đâu cũng á, người ta đưa một cái là người ta đưa một cái đem gì thì có kinh tế mới có cuộc sống, mới có bánh kẹo, có nước ngọt, đúng quý vị. Bây giờ quý vị về chùa thì như Đức nói làm đồ ăn làm đồ ăn ngon nghe không? Thầy muốn làm gì thầy? Cứ làm cái món đó món đó. Làm món đó nghe chưa? Thấy không? No. Làm nhanh lên nghe không? Làm cho ngon nghe không? Dở chết cho tụi chứ. Thấy chưa? Thì mình vậy đàn ông mình mới có quy. Chứ bây giờ phụ nữ nó nuôi mình không một sao có quy với nó được. Quý vị công nhận quý vị. Nhưng mình là người phụ nữ mà là tạo ra kinh tế được, cũng đừng nên xem thường đàn ông. Dù cỡ nào cũng là chồng mình. Mình phải đưa chồng mình lên cao một chút thì mình mới là người phụ nữ khôn. Đúng không? Chứ không phải là vị mà kiếm tiền được mà vị xem thường chồng đâu nghe. Cái vị mà ăn hiếp chồng ta cười quý vị đó. Đàn ông có quyền ăn hiếp vợ, nhưng đàn bà mà ăn hiếp chồng là sao? Là người ta cười chê. Nhưng mà đàn ông mà ăn hiếp vợ quá đáng thì đây là tệ. Vợ mình mà mình đi ăn hiếp, sao mình ăn ngon đi ăn hiếp người ta? Ăn hiếp vợ mình chi à? Đúng quý vị? Thấy không? Mình phải nói tơ nói lùi, giống như đá banh vậy đó, phải vẽ từ từ mới đá vào cũng thành. Mấy bà giỏi vàng quá, tôi mệt chứ ấy. Mới nói câu á, phụ nữ phải bị ăn hiếp nè. Ngộ ghê, thấy chưa? Nó, mình phải đưa người ta lên, rồi mình mới giải thích cho người ta nghe. Mình là người đàn ông, tuyệt đối không ăn hiếp vợ. Vợ mà nó chửi mình, mình im gu luôn. Tôi nói cho em biết nghe chưa, tôi không sợ em đâu, bởi vì em là vợ tôi đó. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó phụ nữ nó sợ. Em đừng có quá đáng nghe em, đừng có hỗn quá. Hỗn quá coi chừng có ngày á. Có ngày gì? Mắc chồng. Mấy bà mà hung dữ quá có ngày mắc chồng. Hỗn quá, đúng không? Đừng có hỗn quá nghe mấy bà. Mấy bà nào ở đây mà chửi chồng đưa tay coi. Coi không? Đưa tay cao lên. Đưa tay cao lên, tôi đưa mấy bà lên đây tôi biểu. Dám không dám đưa tay lên? Hiểu không? Thôi nói tóm tắt là mình sống với nhau quý vị, tôn trọng nhau, thương nhau. Có gì ngồi lại nhau nói một chút. Hiểu không? Có nhiều chỗ để nói mà. Cái lúc mà sằng si sằng sổ sằng si sằng sổ lúc đó đừng có nói. Nghe không? Lựa cái lúc mà vui vẻ nói, họ nghe liền à. Hiểu chưa? Ông nhớ nghe. Lửa lúc mà vui vẻ nói không? Nói nghe hết trơn á. Mấy bà cũng vậy nữa. Mình là người phụ nữ, người ta ví dụ người phụ nữ cũng như nước, dịu dàng. Chứ bây giờ mấy bà mà lúc mà đàn ông đang nóng lên mà mấy bà còn châm dầu vào, dầu lửa, châm xăng, cháy phần phần. Có cái bà kia nhà nghèo, mới mua được cái tivi coi, thằng chồng nó nhậu về, chồng nói mày tin không, mày tin gì, đập tivi. Bà vợ nói mày ngon mày đập đi. Chồng tức quá bưng cái tivi lên mà chưa muốn đập, mày tin không, tao liền nè. Tại vì chồng nó bây giờ đàn ông mà biết bị nói vậy coi vợ thì nó bỏ đi chỗ khác đi, mình để tivi xuống. Gặp vợ nó khôn đi ghê.
nói ông ngon liền đi tao. Tức quá, mày đừng có thách tao nghe, tao liền thiệt á, nghe chưa, ông ngon liền đi. Tức quá trời tức rồi. Vậy làm sao không liền thì còn mặt mày đàn ông gì nữa, tức quá liền luôn. Liền cái rầm tới bị bể. Sáng mai ngày mai tỉnh lại hai chồng không có tivi con, làm cực muốn chết luôn, đi kiếm tiền mua thêm cái tivi khác. Khôn ghê không? Mình mà đàn bà mà gặp trường hợp đó mình nói tôi sợ ông rồi, tôi đi vô khác, tôi sợ rồi, ở đây làm chi cho bể tivi, đi chỗ khác đi. Mấy bà đứng ở đó, mấy bà cương kênh thì có chuyện xảy ra đúng không? Mình là người phụ nữ, chồng vừa đưa tay chuẩn bị đánh mình đó, thì ai đánh được mình không? Vừa đưa tay lên cái này, chồng nó thấy nó mắc cười, đàn ông mà ai mà nỡ lòng đánh tầm bậy tầm bạ kỳ cục vậy. Ta đã sợ mình vậy mà đánh cái gì? Mà mấy bà có cái bệnh kỳ cục lắm. Ta vừa đưa tay nó mà nói nè, đá, đánh ngay đây nè, bụng, mày con mày giọng ngay lỗ mũi tao đi, bụng. Sao mà tức là bye bye vô, nó lên chỏ thêm vài cái, lên gói vài cái, ngày mai mua thuốc cho uống. Thấy không? Dạy thấy ghê chưa? Chỉ mấy bà, vừa mà chồng tức lên đưa tay lên cái, rồi nó bỏ đi mất tiêu vì mình sợ rồi. Thấy không? Chứ đừng có nhào vô, đánh đi, đánh đi, đánh tao chết đi. Nó quýnh mình không có chết. Mà mấy bà ngày mai còn khổ nữa. Nhất mình là chuyện nhỏ. Nó quýnh rồi, ngày mai nó năn nỉ. Mà năn nỉ rồi thì mấy bà càng mệt mỏi nữa. Để ý đi, phải không? Có không? Có, thấy chưa? À, khổ nhất là năn nỉ á. À, giống như quê ngày xưa có cái bà đó, bà đẻ 8 đứa con. Người ta kế hoạch quá gia đình, ta hỏi bà tại sao bà đẻ nhiều thế. Hai vợ chồng tôi cự lộn tối ngày. Nói tại sao cự lộn nhiều mà đẻ nhiều thế. Nói vì do cự lộn mà đẻ nhiều. Sao cái chuyện này cái chuyện lạ ha. Sao nghe câu chuyện này sao lạ quá. Cần phải nghe tiếp tục. Kể tiếp tục đi. Đó, thấy chưa, cái câu chuyện nó hấp dẫn đấy vậy. Hấp dẫn là tại sao quýnh lộn nhiều, cự lộn nhiều mà đẻ nhiều thế. Thì kể tới đây tao nó không phải kể tiếp tục nữa, cái câu chuyện này nó quá hấp dẫn. Không kể không được cái câu chuyện này, ai cũng đang lắng nghe. Thấy chưa, cái này mới là hấp dẫn nè. Kể chuyện mà kể xong một chút phải dừng lại. Thì thường dừng lại là người nào cũng ngóng cổ lên. Thấy chưa. Bên đây mình có anh nam, bên đây có anh nam chút đỉnh nè. Nào. Xong, bà nói gia đình nghèo, xạo xạo tối ngày. Mỗi lần ông nhậu vô thì ông chửi con, chửi vợ, đánh xong năn nỉ thì đêm đó có một đứa. Kinh khủng như vậy. Thì nhà Đức hỏi bà là trong 8 đứa con đó chắc đánh nhiều lắm đúng không? Đánh tá lả âm binh. Quý vị thấy trong cái cuộc đời nó lạ lắm quý vị ơi. Quý vị thấy rõ ràng không? Thương đó là đánh đó, là đánh đó là thương đó, đúng không? Có không? Nó thấy chưa? Vì chúng ta cuối cùng chúng ta thấy trong cuộc đời này chúng ta như là một con rối để sống trong cuộc đời này quý vị. Nè, tới đoạn này mới là cái đoạn đặc biệt nè, đoạn kết của cuộc đời nè. Thì ngồi suy nghĩ đúng không? Mình như một con rối lạ kỳ ghê. Có lúc mày em là đây em biểu đây, phải không? Có mà, có lúc mày nghe mày, tao nói cho mày biết nghe, mày nghe cha mẹ mày biết dạy mày nghe, xong một chút em là đây anh nói cho nghe nè, đúng không? Có những lúc chửi mình, chửi cha mẹ mình, có những lúc kêu mình con này con kia con nọ, có những lúc nói những lời nói rất là tệ bạc với mình luôn, đúng không quý vị? Nhưng lại có những lúc lại tự nhiên làm những việc đó với mình. Rồi chúng ta phải chịu đựng như vậy trong cuộc đời. Ôi cha ơi.
Sao cuộc đời khổ thế vậy cha ơi cha. Này là nói tới Chúa rồi đó. Chúa ơi Chúa, sao đời con khổ thế vậy Chúa. Nghe không? Những người đạo thiên Chúa người ta có gì khổ? Kêu Chúa ơi quý vị ơi. Đúng quý vị. Còn mình đạo Phật thì kêu gì? Phật ơi Phật, sao đời con khổ thế vậy Phật. Đúng không? Hồi nãy mới gặp cái bà đó, bà nói một câu. Con nói thiệt với thầy, bây giờ con rất yên tâm. Mỗi lần mà con ngủ mà con bị nằm ác mộng, con thấy thầy đến. Nói vậy đó. Không, mà cái việc này không đơn giản nghe quý vị. Vì nghe Pháp ai mà kính trọng, quý vị khi gặp sự cố có người đó đến. Chắc chắn quý vị luôn. Ngày xưa mà những đức mới tu có khi lâu lâu cũng gặp những cái ác mộng nó không được hay, thì thấy Hòa Thượng Tịnh không? Đó, lỡ an tâm cho mình. Đó là ai vì biết không? Phật Bồ Tát đến. Tại vì vì nghe Pháp người đó nên Phật Bồ Tát phải thị hiện người đó để an tâm với vị. Tại vì vì nghe Pháp đúng thì vị sẽ gặp người đó. Chứ Phật Bồ Tát không có thể nào hại vị được, hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình quý vị hãy suy nghĩ lại cái cuộc đời của mình. Nếu như chúng ta không suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta sống trong cái khổ đau mà mê muội trong khổ đau, rồi chết trong khổ đau, rồi đọa lạc trong khổ đau mà không có ngày mai tươi sáng. Quý vị ơi là quý vị. Nên quý vị phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Những người làm chồng, những người làm vợ, những người làm con trong cuộc đời này, những người lãnh đạo trong cuộc đời này, hãy suy nghĩ cuộc đời chúng ta cuối cùng phải đi về đâu đây, với cuộc đời bao nhiêu sự khổ đau này, chỗ nào là chỗ cho ta được nương tựa đây hả quý vị? Ai là người cho ta nương tựa bình an đây? Ai? A Di Đà Phật. Đúng quý vị. Đó. Nên quý vị thấy mà Đức Phật trí tuệ không? Khi mà A Nan đẹp quá đi khất thực mà Ma Lăng già đi theo, cứ lẻo đẻo đi theo A Nan, cứ theo A Nan suốt. A Nan đẹp lắm, rất đẹp. Nên trong đệ tử của Đức Phật là có một mình A Nan, là Đức Phật kêu là khi mà đắp y là phải tròn luôn vai. Thường ngày xưa là đắp y người ta để bên vai phải, nhưng mà riêng A Nan là quấn y tròn vai luôn. Tại vì A Nan quá đẹp. Đẹp. Chứ gặp Việt Đức bây giờ để ai dài của mày khó tới đó. Xấu xí mà để ai dài của mày tôi gớm đi chứ. Được chưa? Từ đó anh An để một vai bên phải mà vậy mà bao nhiêu người mà thương yêu thích anh An chứ. Nên anh An á là mệnh danh đặc biệt là gì? Duyên với phái nữ cực kỳ nhiều. Quý vị biết rằng á, bậc thượng thủ như Ngài Ca Diếp lợ truyền giới cho Ni giới, vậy mà người không vui bằng khi A Nan đến. Khi A Nan đến mà đọc giới hoặc là giảng pháp thì phái nữ vui lắm. Thì biết là A Nan dễ thương cỡ nào chưa? Nói chuyện dễ thương, vui vẻ nè, biết quan tâm người nữ nè. Nó rồi biết tâm sự với người nữ nè. Nên A Nan được phái nữ rất thương yêu và rất thích A Nan. Đó. Không, vậy đó mà có lần đi khắc thực mà Ma Lăng già, cô gái cũng xinh đẹp. Thấy A Nan mà thương say đắm mê, thiệt là mê. Về rồi buồn, thất tình. Buồn. Thương A Nan mà không nói nên lời. Bệnh đau suốt. Không biết đây có cô nào. Có cô nào mà đêm không ăn ngày không ngủ không? Mà nhớ trộm thương thầm ai đó mà không nói lên lời buồn khổ. Rồi Ma Lăng già về có buồn suốt. Buồn. Mẹ lời hỏi con ơi con,
Với từng tuổi này con thì sao con buồn khổ gì mà con, cái chuyện tâm sự gì mà con buồn dữ vậy con? Giết mà heo hon hết vậy con. Xong rồi Mai Lan già ban đầu con không nói gì, nhưng mà mẹ hỏi giết. Mẹ nói rằng con nói là đi mẹ giúp cho con nghe không con? Chứ con bệnh đau kiểu này có hai mẹ con, mà lỡ con có bề gì mẹ sống làm sao nổi đi hả Mai Lan già? Nên lúc đó Mai Lan già nói rằng mẹ ơi mẹ, chứ tim con đã thủng thức với anh An rồi mẹ ơi mẹ. Rồi mới nói lên là thương anh An quá trời thương, tìm mọi cách để mà kết hợp cho Mai Lan già với anh An. Và mẹ mới dùng mọi cách, bởi vì tấm lòng của cha mẹ dù tạo nghiệp chướng cũng nghĩ cho con mình. Không, nên trong kinh Du Lan nói là dù cho là tạo tội bị giam bị cầm cũng mong cho con mà được lợi ích. Nhưng mà chúng ta học đạo rồi, chúng ta đừng nên làm điều đó, vì mình làm điều đó nó không có lợi ích gì cho cả hai bên. Hiểu không quý vị? Thì quý vị biết rằng là cuối cùng không có được, nhưng mà cái lẻo đẻo đi theo anh An suốt, đi về tới tịnh xá. Về tới tịnh xá thì lúc đó thì Đức Phật biết Ma đang già nên đến lúc được độ. Thì anh An đi vào tỉnh xá thì Ma Lan già cứ đứng ngoài đợi. Rồi xong rồi Đức Phật kêu đệ tử ra kêu Ma Lan già vô. Rồi Đức Phật hỏi là thương anh An quá. Rồi Đức Phật nói bây giờ được, Đức Phật sẽ gả anh An cho Ma Lan già. Nhưng có một điều kiện là Ma Lan già ở trong tăng đoàn xuất gia tu một năm. Xuất gia tu một năm. Nhưng đưa Ma Lan già qua bên ni chúng ở bên đó, xuất gia ở bên đó trong một năm, không được gặp nhau. Mà Anna có lợi truyền giới, đọc giới xong đi về, chứ không có cái việc mà được nói chuyện với Anna nghe. Trong một năm sau thì hai người làm đám cưới. Thì quý vị biết rằng là Ma Lan già vui quá, cạo đầu xuất gia liền, vì năm sau được có chồng ngon quá mừng. Hiểu không? Quá mừng rồi. Thì cuối cùng ở trong tăng đoàn tu, mỗi ngày nghe Phật thuyết pháp, rồi nói về cái vô thường khổ đau của đời người này kia. Ma Lan già lúc đó tự nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng thân này bây giờ có đẹp cỡ nào, nhưng một ngày nào cũng già đi và cuối cùng phải chết đi. Cuộc đời vô cùng vô thường, không có một cái gì là vĩnh cửu mãi mãi cả. Tình thương của mình đặt bây giờ thương yêu, nhưng một ngày nào xa lìa khổ. Tự nhiên Ma Lan già tỉnh ngộ. Và qua một năm Đức Phật nói rằng bây giờ Ma Lan già có muốn cưới anh An nữa hay không? Thì Ma Lan già nói: bạch Đức Thầy Tôn, trong một năm chờ ở trong tăng đoàn của Đức Thầy Tôn, con đã cảm thấy giáo pháp Đức Thầy Tôn là một giáo pháp giải thoát vô cùng vi diệu. Đối với cái ngũ dục lục trần chỉ là nhất thời mê muội mà thôi. Đối với việc giải thoát mới là việc vô cùng thù thắng. Xin Đức Thế Tôn cho con được ở trong ni chung mà tu hành, không muốn cưới A Nan nữa đâu. Đó, hay không? Đó, vậy thấy quá tuyệt vời đúng không? Nên con người phải cần có thời gian để được rèn luyện và được dạy. Chỉ cần được ở trong cái giác pháp của Phật thì chúng ta sẽ có cơ hội để giác ngộ. Đó. Đó. Còn nếu như chúng ta không giác ngộ như trong Phật pháp thì thấy cái gì ngộ ngộ chúng ta giác. Thì quý vị tu tập thôi. Nếu không, quý vị giác ngộ thì nhìn thấu buông xuống. Nhưng quý vị không giác ngộ được nhiều thì quý vị thấy cái gì ngộ ngộ thì giác về. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng những đức cũng dùng phương tiện. Thí dụ như năm nay sẽ có những chương trình tặng quà cho người nghèo tại chùa. Mình sẽ có vật chất để tặng cho họ. Thì họ đi đến chùa thấy cái gì ngộ ngộ giác về. Thì có gạo giác gạo gì á. Thì mình có thời gian cho họ ngồi ở trong ngôi Tam Bảo, để mình giảng dạy từ từ cho họ, rồi mình mới đưa gạo cho họ để giác về. Rồi mình cứ làm lai ra vậy hoài. Hiểu không? Mình làm lai ra vậy hoài, mình dạy họ. Rồi từ từ họ mới hiểu cái nguyên lý của cái việc có phước mới có phần. Thì họ làm ăn phát đạt, họ đem gạo đem vô lại. Hiểu không? Quý vị biết rằng nghe, trong cái giáo pháp của Đức Phật á, là một cái giáo pháp mà gọi là gì?
Nếu mà nói về kinh doanh là đại kinh doanh. Nếu mà nói về giải thoát là đại giải thoát. Nếu nói về an vui là đại an vui. Và mỗi một cương vị đều thành đạt, đều là làm cái thở ban đầu người ta không biết, thì cứ là tặng cho. Nhưng từ từ người ta biết, người ta sẽ tự đem vào đưa cho mình còn nhiều hơn. Hay vậy đó quý vị. Nên cái giáo pháp Đức Thế Tôn quan trọng nhất là gì? Giảng dạy. Giảng dạy là một cái việc cực kỳ quan trọng. Nên Đức Phật khi thành Phật, 49 năm của Đức Thế Tôn làm việc gì? Giảng kinh thuyết pháp. Bây giờ quý vị ngồi nghe như vậy thôi mà trong lòng quý vị cảm thấy vui sướng, nhẹ nhàng. Là vì sao? Vì quý vị được cái giáo pháp Đức Thế Tôn truyền trao đến cho quý vị. Đúng không? Quý vị biết rằng là Phật pháp có thể giải mã được những cái tâm tư mà u uất của quý vị, có nhiều sự chối buộc, mà cái giáo pháp Đức Phật có thể dùng phương tiện, có thể khéo léo vô cùng để mở sợi dây chối buộc đó ra từ trong tâm can quý vị. Hay như vậy đó, chỉ có nghe thôi mà cởi mở ra được. Quý vị biết rằng sự chối buộc của chúng ta là ai chối buộc mình, quý vị biết không? Quý vị đã giác ngộ tương đối rồi đó. Không ổ công cái chục năm tôi chia sẻ một khoa. Hội chúng này đã giác ngộ tương đối. Năm nay là năm mới, tôi thiệt là mừng vì quý vị đã giác ngộ tương đối. Chưa có triệt để. Có giác ngộ là được rồi. Nên chúng ta bị chối buộc, thường mê hoặc cho rằng người khác tạo tác cho chúng ta khổ đau. Nhưng khi hiểu ra rồi thì sự tạo tác cho chúng ta khổ đau là do chúng ta. Đúng quý vị. Vô hình vô tướng mà lại bình an, có hình có tướng mà lại bất an. Đúng quý vị. Phải không? Người thân mình, vợ chồng có hình có tướng mà lại bị bất an. Thương nhau quá cũng lo khi xa nhau. Mấy vị có không? Nên Phật pháp nó xác thực trong cuộc sống hàng ngày. Xác thực trong cuộc sống hàng ngày. Người có chồng sợ mắc chồng đau khổ, người mắc chồng rồi cũng vui sướng bình thường. Có không? Ví dụ như giờ cô Diệu Sinh này có chồng đâu, bảo con cường hú hí mỗi ngày. Nên tất cả những người bị chồng bỏ cũng đừng nên cho rằng cuộc đời mình tuyệt vọng. Đừng bao giờ cho rằng cuộc đời mình sống trong bóng đêm. Em quý vị, cũng đừng bao giờ cho rằng chúng ta phải có người đàn ông chúng ta mới sống nổi. Vậy tại sao chúng ta nghĩ như vậy? Ai có thì nên trân quý, còn đã mắc rồi thì phải buông ra. Nhớ nghe. Đó, vì hiểu được nguyên lý này thì cuộc đời bị quá yên tâm. Có cũng được mà mắc cũng được, tùy duyên. Đúng quý vị. Mà quý vị nhớ câu nhà Đức nhắc nhở quý vị, phải bồi dưỡng một hạnh phúc gia đình cho thật tốt. Còn nếu như đã bồi dưỡng hết lòng rồi mà nó vẫn không tốt thì thôi. Chứ sao? Dùng cái câu gì? Chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Đúng quý vị. Chúng ta hãy làm tặng đáy lòng mình đi, với một vai trò làm chồng, làm vợ, làm con. Hãy làm tặng đáy lòng của mình một cái vai trò đó đi cho tốt. Nhưng đã làm nhiệt tình rồi mà nó vẫn không tốt thì thôi. Không có gì phải trách móc hết. Đúng không quý vị? Cái bài chia sẻ Phật pháp bữa nay không đơn giản nha. Quá nhiều tư tưởng, đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Niệm Phật. Đúng rồi, phải niệm Phật. Từ hôm nay chúng ta không buồn giận ai nữa, nghe quý vị.
Bước qua năm mới, tất cả những việc buồn dặn hẳn trách. 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 Rồi mấy cái thằng buồn, mấy con buồn dặn trách này nó chạy mất dép. Đúng quý vị? Bỏ quá. Thấy không? Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng không bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương. Sống yên vui, danh lợi mãi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chúc vị an lạc vậy ơi. Ai cũng sống trong niềm vui nghe. Và tín nguyện niệm Phật. Cuối đời chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu? Hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc vậy ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giảng sinh. Giảng sinh. Quyết tâm giảng sinh. A Di Đà Phật. Quá vui. À, chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.